Kính thưa quý vị, wow, đẹp quá. Hôm nay hội Ái hữu Quang Trung chúng tôi sẽ phụ trách cái chương trình văn nghệ để mà cống hiến cho quý vị. Kính thưa quý vị, tôi là Phạm Văn Độ và bên phải kia là cô Bích Hòa, một người MC duyên dáng và trẻ đẹp. Chúng tôi cùng điều hợp chương trình văn nghệ ngày hôm nay cho hội Ái hữu Quang Trung. Kính thưa quý vị, năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới vạn sự an khang, sức khỏe dồi dào và ước gì được nấy, tiền vào như nước sông Cửu Long và tiền ra thì nhĩ giọt như nước mắm nhĩ. Dạ, tôi là Bích Hòa. Nghe anh nội nói là người đẹp thì thấy rất là sợ. Đây là lần đầu tiên Bích Hòa lên sân khấu để đảm nhiệm cái vai trò MC với anh nội. Thì mong tất cả các anh chị và quan khách ở đây nhiệt tình tha thứ, tại vì cái này thế cho chị Mỹ Hòa từ Việt Nam với Bích Hòa không dám nhận cái vai trò này. Và nhân dịp xuân về, Bích Hòa xin kính chúc tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay và tất cả quan khách một năm mới an khang và thịnh vượng. Chúc các thương gia một năm mua may bán mắt, các công sự, công chức thì được thăng quan tiến chức và các em nhỏ thì được tiền lì xì nhiều. Và để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin tất cả các quý vị quan khách chào mừng nhạc hợp ca nhạc phẩm Xuân Đã Về của nhạc sĩ Minh Kỳ do tất cả các anh chị em trong ban văn nghệ hội Ái hữu Quang Trung trình bày.